Sở Công Thương Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình vừa tổ chức khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp gắn với nghề truyền thống đúc đồng ngũ xã. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại 178 Trấn Vũ, quận Ba Đình là một địa chỉ thuộc làng nghề có lịch sử phát triển hơn 400 năm, là một trong bốn làng nghề truyền thống nổi tiếng tại mảnh đất ngàn năm văn hiến, gồm dệt Yên Thái, gốm Bát Tràng, vàng Định Công, đồng ngũ xã. Theo Sở Công Thương Hà Nội, việc mở điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố nhằm kết nối đưa sản phẩm ô cốp vào điểm ô cốp phục vụ người tiêu dùng. Từ đó nhận biết, ưu tiên lựa chọn tiêu thụ, góp phần quảng bá, nâng cao giá trị, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốp của thủ đô và các tỉnh, thành phố.